Xin chào các bạn, rất vui được quay trở lại với chủ đề không đến phòng gym nhưng vẫn có một cơ thể săn chắc và gọn gàng. Tiếp đến 4 bài tập ngày hôm qua của chúng ta thì hôm nay Hoa xin gửi đến các bạn tiếp 4 bài nữa. Chúng ta chỉ cần một cặp tạ đơn là có thể thực hiện những động tác đơn giản này rồi nhé. Cùng Hoa khám phá thôi. Không biết là ngày hôm qua chúng ta đã tập thấm mệt chưa nhỉ? Nếu mà chưa thì hãy kết hợp luôn cả 4 bài tập của ngày hôm nay trong một buổi tập nhé. Và bài đầu tiên của video clip này là bài deadlift and row, có nghĩa là chúng ta sẽ kết hợp cả động tác deadlift để tác động vào nhóm cơ lưng dưới, cơ mông, cơ đùi sau, cùng với động tác dumbbell row để tác động vào nhóm cơ lưng trên và cả tay trước nữa. Cùng hai trải nghiệm nhé. Ở bài này chúng ta sẽ cần hai cục tạ dumbbell như thế này. Ngày hôm qua thì Hoang dùng 2 cục 5kg và hôm nay Hoang sẽ dùng 2 cục 7,5kg bởi vì cái phần lưng của Hoang hơi khỏe một chút so với phần tay. Ở vị trí bắt đầu động tác, các bạn sẽ đứng hai chân rộng bằng vai hoặc hơn vai một chút. Nhớ là mũi chân song song. Cúi người xuống thấp nhất có thể để tác động vào vùng lưng dưới và mông. Sau đó dùng phần lưng của mình để cố gắng kéo tạ lên. Cho đến khi nào tạ sát hông, chúng ta sẽ hạ tạ xuống và dùng phần lưng dưới và mông để kéo phần cơ thể lên. Như thế là kết thúc một rep. Bài này chúng ta sẽ tập 3 set 12 rep. Và sau mỗi set thì chúng ta sẽ nghỉ 30 giây uống BC để phục hồi. Bây giờ thì Hoa sẽ tập lại động tác như thế này nhé. Đầu tiên, chân rộng hơn vai, hạ người, kéo tạ, nâng người lên. 1 3 Và bây giờ Hoang sẽ xoay nghiêng người lại để các bạn có thể nhìn rõ động tác này hơn nha. Đây là vị trí bắt đầu động tác. Hoang sẽ cầm tạ lên. Ở động tác này thì nhóm cơ chính mà chúng ta sẽ tác động đó là phần lưng dưới, mông, đùi sau, lưng trên và cả một chút vào tay nữa. Khi mà chúng ta kết hợp càng nhiều nhóm cơ trong lúc tập luyện thì calo chúng ta sẽ được đốt nhiều hơn, mỡ chúng ta sẽ được đốt nhiều hơn và chúng ta sẽ sớm có một thân hình săn chắc và gọn gàng. Chưa kể cơ bắp cũng sẽ phát triển một chút nữa. Nhưng mà đừng lo, cơ bắp của nữ thì sẽ không thể nào mà phát triển như nam được đâu. Cho nên là cơ bắp chỉ giúp chúng ta săn chắc lại chứ không thể nào mà vai u thịt bắp như các anh chàng đô con được đâu. Đừng lo nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập thứ 2. Ở bài này chúng ta sẽ tác động vào nhóm cơ đùi trước, mông và phần vai. Kết hợp nhiều nhóm cơ nhất có thể để đốt cháy được lượng calo nhiều nhất có thể nhá. Hai sẽ mô phỏng thử động tác. Đầu tiên chúng ta sẽ cầm một cục tạ như thế này ở đây. Bước dài một chân lên, hạ người xuống cho đến khi chân song song với mặt sàn. Dùng mông và đùi đẩy chân lên, nâng tạ lên và hạ về vị trí cũ. Đây, Hoa sẽ mô tả lại động tác như thế này. Đầu tiên, bước cao chân, hạ người xuống, nâng tạ lên, bước về một rep, sau đó chúng ta sẽ đổi chân. Ở bài này chúng ta sẽ thực hiện 12 rep và 3 set. Giữa mỗi set chúng ta sẽ nghỉ 30 giây nhé. Bắt đầu. 1 2 3 4 5
giờ Hoan sẽ nghiêng người lại để các bạn có thể nhìn rõ động tác hơn nha. Nhớ là khi chúng ta hạ người xuống, đùi sẽ song song với mặt sàn nhé. Và khi chúng ta nâng tay lên, tay cũng sẽ song song với mặt sàn, tạo thành một hình như thế này. Đây là ở giữa động tác đúng nhất nhé. Ok, bắt đầu. Ok. Mô phỏng mới có hai động tác mà mệt chết luôn ý. Chắc hồi nãy Hoàng khởi động không kỹ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ uống BCA để phục hồi. Ui chết, Hoàng để quên bình nước ở trên lầu mất rồi. Cho nên là ở video clip này thì Hoàng sẽ bỏ qua phần uống BCA giữa hiệp. Và để tiếp tục video clip của chúng ta thì chúng ta sẽ đến với bài 3 nhé. Các bạn nhớ phải thực hiện đủ set, đủ rep và uống BCA để phục hồi, không được có nhiều hoang đâu. Và động tác thứ 3 của chúng ta sẽ là động tác hoàn hảo để bổ sung giữa các bài tập nhóm cơ bền, mà chính xác ở đây là nhóm cơ bụng, thành bụng bắt chúng ta phải gồng chặt người để giữ toàn thân. Chúng ta sẽ chống hai tay xuống sàn ở tư thế high plank, có nghĩa là plank cao, hoặc có thể gọi với tên thân thương hơn là tư thế bắt đầu của động tác chống đẩy đất. Chúng ta sẽ co một chân lên gần ngực, hạ xuống, nâng tiếp chân còn lại. Ở động tác này chúng ta sẽ thực hiện trong vòng khoảng 30 giây đến 1 phút, lâu nhất có thể, sử dụng cơ bền nhất có thể. Sau đó chúng ta sẽ nghỉ 30 giây và bắt đầu tiếp động tác. Bây giờ Hoang sẽ xoay nghiêng người qua để các bạn có thể hình dung rõ động tác hơn nhé. Ở tư thế đứng thẳng, chống hai tay xuống mặt sàn, giữ thẳng cơ lưng, gồng cơ bụng, dùng cơ bụng để kéo chân về phía ngực. Đối với những bạn chưa quen, chúng ta có thể kéo từ từ như thế này, sau đó sẽ như vậy, sau đó sẽ thực hiện như thế này. Chỉ làm được 30 giây thôi. Rồi, chúng ta sẽ thực hiện 3 set như vậy. Giữa mỗi set chúng ta sẽ nghỉ 30 giây, uống BCA để phục hồi. Sau một bài chúng ta sẽ được nghỉ 1 đến 2 phút để phục hồi trước khi qua bài kế tiếp nha. Và chúng ta sẽ đến với bài tập thứ 4, là bài tập cuối cùng của video clip. Bài này có tên là Dumbbell Skiller Swing, dịch ra thì có nghĩa là sẽ là ném tạ. Ở động tác này chúng ta sẽ đứng thẳng người, dùng một ít lực của quán tính đưa người ra sau, ném tạ về phía trước, và khi đó mình sẽ siết mông lại. Hoang quên phải đứng lại tư thế này. Nhớ chân phải bằng vai hoặc là rộng hơn vai một chút, cầm tạ hai bên, hạ người xuống, đẩy người lên, và trong lúc chúng ta đẩy lên chúng ta sẽ siết phần cơ mông lại. Chúng ta sẽ siết cơ mông lại như thế này, xuống lên siết mông lại, xuống lên siết mông lại. Trong lúc chúng ta lên, chúng ta sẽ quăng tạ lên trời. Ở bài này nên nhớ các cô nàng của chúng ta phải cầm cho chắc tạ vào, nếu mà không muốn tự nhiên gương bể này, bể cửa này, vỡ tủ lạnh, vỡ tivi, hoặc là bể bất cứ một cái thứ đồ đạc nào trong nhà, bởi vì vô tình quăng tạ và quăng luôn cả cục tạ đi vào đồ đạc. Đùa đấy, bây giờ thì bắt đầu động tác thôi. Hoang sẽ mô phỏng nhẹ trước. Chúng ta sẽ cầm hai cục tạ hai bên, hạ người xuống, lúc đẩy người lên nhớ siết cơ mông lại. Đó là tất cả những gì chúng ta cần nhớ để tập cho nhóm cơ mông, đùi sau và lưng dưới, và một chút vào tay vai nữa. Rồi bây giờ Hoang sẽ bắt đầu động tác. Cầm tạ lên nào. Yeah.
Ở động tác này thì chúng ta sẽ tập 12 rep 3 set. Giữa các set chúng ta sẽ nghỉ 30 giây nhé. Tạm biệt các bạn, những động tác vừa rồi cũng đã kết thúc video những bài tập luyện toàn thân tại nhà. Và hy vọng là sẽ gặp lại các bạn ở những chủ đề tiếp theo của Thể Hình Online. Tạm biệt và đừng quên theo dõi kênh nhé. Để lại comment cho chúng tôi biết những cảm nhận của các bạn về những động tác này như thế nào. Và nhớ gọi đến số 1900 2050 để tư vấn và mua sub cho công ty VBT nhé. Bye bye.